Đây các bạn nha, đây chính là con bếp từ vừa rồi mình vừa sửa xong hệ thống, cái hệ thống cảm ứng con này. Con này của mình hệ thống cảm ứng nó bị chết mất con led 7 đoạn đây không? Led đây. Đây led 7 đoạn đây. Đã chết con này. Mình vừa nhấc con này qua nó chạy bình thường. Đây mình đang đang làm lại của khách. Thì đây mình đã thay cái led 7 đoạn rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ tiến hành này, led 7 đoạn này của mình bị chập đúng không? Mình thay nó chạy rồi. Thế bây giờ mình không có thì mình nhấc ra vứt đi nha. Nhấc đi bởi vì nó chập mà. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật lại bạn xem này. Đấy. Đấy. Thì bây giờ của mình đã chạy rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành sửa nốt về bên này đúng không? Về bên này là không lên nguồn, không lên gì. Đối với trường hợp không lên gì mình bắt đầu phải kiểm tra đâu. Bây giờ mình trước tiên mình sẽ mở ra để mình kiểm tra nhé. Vì lý do ấy là cái bo này của mình nó không lên nguồn đúng không? Thế đâm ra là mình không cần phải lắp mâm vào, cảm biến mình không cần phải lắp. Bây giờ mình sẽ chỉ việc tháo các cái bo ra thôi để mình kiểm tra xem hỏng hóc có gì. Đây mình sẽ tách rời nhá. Thì bây giờ mình sẽ nhấc hẳn ra như thế này các bạn thấy không? Mình nhấc hẳn ra. Đấy thì chắc nguồn thì mình cũng cắm dây nguồn mà thôi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ lật ngược lên nhá. Đấy. Lật ngược lên. Để mình đo đạc các kiểu. Nào chú con này đi để cháu ngồi bên này. Đây nha các bạn nhé. Trước tiên ý là cái này là cái mặt hiển thị này nó không lên nguồn đúng không? Không thấy có hiển thị gì. Mình cắm điện vào này. Mình đo luôn. Đo luôn tụ ở trên tụ luôn ở trên cái mặt hiển thị xem có điện áp không nhá. Đấy, được có 0,3 thôi này. 0,3V thôi này. 0,38V các bạn thấy không? Đấy, tiếp tục mình đo lật ngược lại bên dưới. Thì như ban các cái bài trước mình nói, nếu mà trường hợp mà không nguồn này mà mình sửa nguồn đúng không? Thì phải rút cái vỉ mặt này ra đảm bảo an toàn cho vỉ trên. Đề phòng vỉ dưới này mà chết chập nó xông lên đánh chết vỉ trên nhé. Đấy và trong quá trình sửa chẳng may mà cái này nó va chạm vào cái này này, đúng không? Nó cũng có thể gây chết này, chết một loạt luôn. À, bây giờ mình tiếp tục nhá. Ngâm điện này. Đấy, trước tiên là đối với điện áp ra mất đúng không? Bây giờ mình đo que âm này mình đặt vào âm một cầu nắn để mình đo đúng không? Âm cầu nắn đây. Đây que dương này. Mình sẽ đo xem điện áp 5V có hay chưa. Đây là IC này. Đây là biến áp của mình này. Biến áp mình có 3 chân, 1 chân nó mát này. 2 chân này chính là 2 chân lấy ra nguồn này. Chân này lấy ra đây này. Lọc vào con tụ này này. Xong đi ra đây. À đây là đường nguồn 18. Thế còn đường bên này. Đi ra đây. Đường bên này đi ra đây. Đi ra đây. Đi vào đây. Đây chính là đường cấp trước 7805 này. Các bạn thấy không? Đấy, tay mình đang không thuận nhá. Được có 0,54V thôi. Đấy, thế bây giờ mình phải đo sao? Điện áp ra không có đúng không? Thì bây giờ mình phải đo điện áp xem vào đến biến áp thấy chưa? Chính là điện áp vào đây. Đây đo 2 chiều tụ lọc nguồn này. Không có điện áp các bạn thấy không? Đây chính là điện cấp cho cái tụ lọc nguồn cấp trước. Chính là con tụ này này. Chưa? Điện áp ở đây không có. Thế bây giờ mình phải kiểm tra này, rút điện ra này, dùng đồng hồ kim. Dùng nó không đúng chiều khó, không thuận tay khó nhìn mất. Đấy, mình vặn đồng hồ thang nhân 1 nhá. Mình đo 2 chiều con tụ lọc này, xem có lên kim không. Một chiều lên, chiều không lên là tốt nhá. Một chiều lên, không lên này. Lên này. Chứng tỏ tốt đúng không? Chiều mà lên chiều không lên mà tốt thì mình phải kiểm tra ngược lại điện áp đây đúng không? Lấy từ đâu? Đây là điện áp dương này. Lấy ra đây. Lấy ở bên này này. Đây chính là con diode này của mình này. Đảo 2 chiều trên diode chết không? Không chết này. Ra đây. Sau đi ra đâu? Đây nó ra đầu con điện trở đây các bạn này. Diode này sau ra con điện trở này. Đấy thì bây giờ mình đo điện trở này xem đứt không này. Đấy các bạn thấy không? Con điện trở đứt chưa? Đấy bây giờ mình sẽ rút điện trở này ra. Con điện trở này là con điện trở cầu chì. Mình có thể là nối tắt được đúng không? Nhưng mà nối tắt thì nó sẽ sinh ra bệnh khi mà nó chết lần nữa. Đấy con điện trở này là 22 ohm.
Và con điện trở này mình có thể thay bằng từ 10 ohm, từ 0 ohm cho đến 100 ohm nhá. Thì bây giờ mình thay nó bằng con điện trở là 47 ohm nhá. 47 ohm ạ. Con này mình thay bằng con 1 W đi. 1,5 W ấy, 1 đến 1,5 W thì đấy. Đấy. Chấm mực một thước. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ thay con điện trở này nhá. Đấy. Thay con điện trở này xong, bây giờ mình này, các bạn nhìn này. Bây giờ phải tìm hiểu tại sao mà nó đứt cái con điện trở này đúng không? Không phải tự nhiên nó đứt. Đấy. Bây giờ mà mình lắp cầu trì vào, trở cầu trì vào rất nguy hiểm đúng không? Thế thành ra để giải quyết vấn đề đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm mẫu chống chập nhé. Đấy, của mình đây chống chập đây. Mình đã thiết kế nó vào trong cái bàn này rồi. Đấy, đây chính là hai cái công tắc này. Bật cái này lên là mình nối qua hai bóng này, tắt như là một bóng này, bật như này là nối tắt thẳng này. Bây giờ mình sẽ cắm điện nhé. Cái bộ chống chập này mình có hướng dẫn các bạn làm rồi, các bạn xem lại nhé. Cắm điện thử nhé. Không thấy lên các bạn, không thấy đèn báo. Không thấy đèn báo và đương nhiên mình không thể cắm cố. Đúng không? Cắm cố nó sẽ gây ra chết. Rất nguy hiểm. Không thấy đèn báo thì bây giờ mình lại bắt đầu mình đo điện. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào để mình đo. Mình đo xem điện áp trên tụ lọc nguồn này có hay chưa này. Giờ mình cắm điện này. Được 375V này, đã có này. Điện áp vào đây đã có này. Bây giờ điện áp ra là mình sẽ đo này. Mát đâu, mát đâu. Mát đây. Điện áp ra đây này. Cắm điện thử này. Được 3,2V. Tiếp tục này. Mình đo điện áp 18V nhé. Mát đâu. Mát đây. Ở đâu đây là 5V. Mát đây. Bây giờ mình đo 18V này. Đây này, cuộn này ra đây đúng không? Ra đây đây chính là nguồn 18V của mình này. Chưa? Mình cắm thử. Được hơn 6V. Thế bây giờ mình lại phải loại trừ một, mình phải xem là đối với trường hợp nguồn ra yếu như này thì có những cái khả năng sau. Một là tải ra đã bị chập đúng không? Bây giờ tải ra chập là một. Cái thứ hai là có thể là mạch trò sai đang vấn đề. Thế thì bây giờ mình sẽ tách tải ra thử. Đây. Đây là tải trước khi vào 7805 này, tải bây giờ đang dùng đến này. Đấy, đây là nguồn 5V này. Ra đây đi vào con 7805 này. Đấy, bây giờ mình phải tách cái đường này ra xem nguồn có dâng lên không. Thường thường tải 5V này mà chập thì nguồn ra của mình nó cũng yếu đi đúng không? Mình sẽ tách trước 7805 để sao, bởi vì nhiều khi được chính con 7805 nó chết đúng không chú? À, chính con 7805 chết. Cũng gây ra tượng là nguồn ra yếu. Hoặc là mất nguồn ra luôn ấy, nếu mà chập theo dạng chập nặng. Đây bây giờ mình đang tách ra này, hút ra này. Các bạn thấy không, mình hút ra này. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Cắm điện lại này, đấy các bạn nghe tẹt tẹt to. Cắm điện này, đo này. Đấy, lên được 10V chưa? Nên được 10V này, nguồn 18V này xem đủ không nhá. Nguồn 18V đâu, ở đây. Ô, nguồn 18V này yếu này. Nguồn 18V yếu này. Nguồn 5V thì lại dâng cao. Như thế này, nguồn 18V yếu, nguồn 5V dâng cao. Như thế này thì khả năng này. Hôm trước mình đã gặp một cái bệnh như này rồi đúng không? Đó chính là tụ lọc trên đường nguồn 18V đang bị khô. Dạ. Thế bây giờ mình lật xem nào. Đi ra đây, đây, ở đâu đường này, mua đường bên này đi, ra đây, ra đây, đây, rắc quạt này, đây, đây có một con tụ lọc trên đường nguồn 18 này, đây các bạn thấy không, nhìn nó còn mới cong luôn này, đấy, chân này còn chưa đụng tí nào này, đấy, tháo ra thử, một là tháo thử, hai mình có thể kẹp thêm một con tụ vào, trường hợp này mình kẹp một con tụ vào nhé, để xem là tình hình nó như thế nào nhé.
kẹp một con tụ khoảng 100mV vào đây, xem nguồn có dâng lên không. Kẹp vào hai chân con tụ đấy nhé các bạn nhé, hoặc là kẹp trên đường 18V xuống mát cũng được, các bạn có thể lấy mát ở bất kỳ đâu, mát là mát chung mà. Đầu năm giờ ra mình rất là nhiều việc, đâm ra là mình chưa có thời gian mình quay nhiều các clip cho các bạn. Đấy. Đây là mình đang nối vào đường nguồn 18V nhé. Tụ đọc trên đường nguồn 18, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem này. Cắm điện này. Đo lại xem nguồn 18V đủ không nhé. Vẫn yếu các bạn. Vẫn yếu. Như thế này thì bây giờ lại có những cái khả năng sau. Một là đang bị chập tải trên đường 18V đúng không? Chập các cái tải ra của 18 hoặc là dò nhẹ. Hai là chính cái đường dò sai đang vấn đề. Rồi bây giờ mình lại loại trừ ra. Mình lại nhấc giả lại con tụ này. Nhấc giả lại con tụ. Mình giả lại con 7805 đây mình tách ra này. Dạ. Giả lại con 7805 đây mình tách ra này. Đấy. Bây giờ mình kiểm tra mạch dò sai trước. Mạch dò sai 18V mình ra đến đây đúng không? Nó đi cấp vào cái giác quạt này. Nó đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Lọc vào con tụ này. Nó ra đây. Ra đây nó sẽ có qua hai con linh kiện này. Thì chú thấy không ạ? Một con này nó đi qua bên này. Đi vào chân số 4 này. Đây chính là mạch hồi tiếp cho chỉ động. Cũng tại đường 18V này. Nó đi qua điếu channel này. Đi về chân số 3 này. Đây chính là chân dò sai. Đấy, mình làm quen rồi thì mình nhìn biết thôi. Đây. Đây chính là con điếu channel này. Bây giờ mình sẽ nhấc con điếu channel ra, hút chân channel ra, mình đo xem là nó có bị dò hay không. Đúng không? Vì nhiều khi là nó bị dò. Dò channel này. Đối với con 18V này thì mình đo tham 10K thì hai chiều đều không lên. Nếu mà hai chiều mà một chiều lên ít thì chứng tỏ đang bị dò đúng không? Đây này. Không thấy lên gì, một chiều này. Lên này. Một chiều không thấy lên gì các bạn. Đấy, chứng tỏ là mạch dò sai của mình lúc này là khả năng là đang là ok. Đúng không? Khả năng đang là ok. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Thay thử con tụ lọc hồi tiếp. Đúng không? Bởi vì tụ lọc hồi tiếp của mình mà yếu thì nguồn nha nó cũng sẽ bị yếu. Con tụ lọc hồi tiếp chính là cái đường này này. Từ cái đường này nó có qua con diode này, quay về này, đi về chân số 4 VC này. Có con tụ lọc xuống mát này, đây chính là con tụ lọc hồi tiếp đây này. Qua con diode này các bạn thấy không? Sau rồi đi về lọc với con tụ này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ rút ra thử. Con này thì mình có thể thay từ 4,7 cho đến 10 mi nhá. Có một số con nó 1 mi. Nếu mà con nào mà 1 mi rồi thì các bạn có thể thay bằng con 4,7 mi cho mình là được. Đây. Con này 4,7 luôn này. Con này các bạn thì đôi khi các bạn cũng không nên đo thay thử luôn. Bởi vì nhiều khi đo không thấy chết đâu. 4,7 mi. Đây. Thay bằng con 4,7 mi 50V nhé. Mình đang quay video lại có khách gọi. Mình vừa phải tắt đi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện lại, mình đo lại nha các bạn nhé. Cắm điện đo lại. Cắm điện này. Mát này. Đo điện áp 5V ra này. Vẫn còn có 1,7 thôi. Điện áp cấp vào 7805 được 3V. Điện áp 18V ra này. Được có hơn 6V này. Thế điện áp 18V này vẫn đang bị tụt đúng không? Thế bây giờ mình phải kiểm tra này. Điện áp nó đi ra đây, bạn nhìn thấy không? Đi qua cái con điện trở thì cấp vào mạch đờ đây vào. Thế bây giờ mình lại phải tiếp tục tách mạch đờ đây vào ra.
xem là có bị chập mạch đấy vào không đúng không. Rồi tách. Tách còn điện trở cấp nguồn cho mạch đấy vào ra, xem nó mạch đấy vào bị chập không. Rồi mạch đấy vào chập thì cũng sẽ làm tụt nguồn 18 đúng không. Một số cái nguyên nhân của nó. Đấy mình tách ra rồi này. Bây giờ mình đo lại, cắm điện đo lại này. Đấy bạn thấy nguồn ra đủ không? Nghe anh kêu bíp vào đấy. Bây giờ mình đo này, nguồn 18 này. Đấy được 19 này. Nguồn 5V đi ra khỏi sau 7805 này. Được 5V chưa? Đấy thế bây giờ mình lại phải tiếp tục để phân tích mạch đời bờ sửa nhá. Cái áp đi qua đây đúng không? Thì mạch đời bờ này, thứ nhất là gồm có này 1, 2, 3 con bóng đúng không? Cái thứ hai là trên tại mạch đáy vào sau phải đầu vào có một con tụ này, con tụ gốm này các bạn thấy không, đây có một con tụ gốm này. Đấy bây giờ mình sẽ kiểm tra mặt trước con tụ gốm xem nào. Đây là chính con tụ này đúng không, còn mới cóc luôn. Thế bây giờ mình lại bắt đầu mình hút cái con tụ gốm này ra, hút ra để mình đo xem nó bị chập không nhá. Con này mình là người động đầu tiên đấy. Như thế mới tách ra trước nhỉ, đỡ phải thay. Thường thường nó chập ở bên này ít lắm ạ. Đấy. Đấy mình hút nó ra rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ đo tụ đấy. Tụ điện thì các bạn xem lại các cái bài điện tử cơ bản ở trong danh sách phát của mình nhé. Các bạn bấm vào trang chủ của mình này, sau bạn kéo qua phần danh sách phát. Các bạn kéo xuống dưới có phần điện tử cơ bản, các bạn có thể biết được các cái bài của mình chia sẻ. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đo con tụ gốm này đúng không? Đây một chân, đây một chân, mình sẽ đo này, hai chân nó xem có một chiều lên váy cho về đúng không? Là tốt, lên về rồi chưa? Nhích nhẹ các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Lên kim xong về. Các bạn nhìn này. Đấy, như thế này thì con tụ là tốt đúng không? Thế hỏng hóc bây giờ của mình nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này. Ra đây này, nó còn có một tụ hóa chập thì ít lắm. Thì mình có thể là để kiểm tra sau nhá, ra đây. Ra đây rồi các bạn nhìn này. Đây có một con bóng này. Bây giờ mình sẽ đo. Đo con bóng đây xem con bóng nó có bị chết không. Đấy, mình đo một loạt các con bóng này. Ở khu vực bên này. Cứ cái gì ăn mới đủ nguồn 18V mình sẽ kiểm tra hết. 18V đi ra đây. Đây là con gì đấy. Đây hình như là con tiốt. Đây có một con bóng luôn này. Không thấy chập đúng không? 18V đi ra đây. Đây có một con tiốt này các bạn này. Thả lại xem. Các bạn thấy không? Hai chiều kia tiốt đều lên chưa? Đây này. Chính là con tiốt này. Con tiốt D6 này. Đấy, con diốt D6 này. Bây giờ mình sẽ nhấc con diốt ra kiểm tra xem diốt chết không nhá. Đấy, cứ cái gì ăn trên đường nguồn 18V các bạn phải đo hết. Đây có thể là cái bếp từ này họ chết trước này, sau họ cứ dùng cố cái bếp hồng ngoại, sau một thời gian sau chạy thì bắt đầu tải lớn quá trên cái bếp, trên cái này thì bắt đầu sẽ gây đứt cái con chở đấy để bảo vệ. Bây giờ mình sẽ đo nhé. Này bạn này thang 10k này. Đi hốt thì mỏi một chiều lên, chiều không lên đúng không? Không lên này. Lên này. Ồ. Vẫn không bị chập các bạn. Thế bây giờ mình lại đo tiếp. Xem nó còn cái gì. Cái đường này. Vẫn lên một ít đúng không? Đâu nhỉ? Thế thì đây còn con tụ lọc đúng không? Tụ lọc mà chập thì ít lắm. Nên đo thử con tụ lọc nhé. Con tụ hóa này. Tụ hóa mà chập thì ít lắm. Ít xảy ra lắm. Nhưng bây giờ thì cứ tách ra lần lượt thôi. Vì cứ cái gì liên quan đường nguồn 18 mình sẽ tách ra thôi. Không bị đúng không? Mình tách ra rồi mà vẫn bị chập này. Vẫn một chiều lên chiều không lên, giờ tiếp tục ra đây. Ra đây đúng không?
Ra đây, qua đây là qua con điện trở này. Điện trở 1K này. Chưa K này. Bây giờ còn có đúng 3 con bóng thôi. Khả năng cao là một trong 3 con bóng vẫn đang bị dò. Dò. Nhấc rút ra 3 con bóng ra nha các bạn nhé. Đấy. Quan trọng là các bạn phải biết được là nó đang bị dò đâu. Đang bị khu nào, tách ra khu. Thì bây giờ mình đã xác định nó khu mạch driver rồi. Bây giờ mình cứ cày mạch driver thôi. Thế con bắt các bạn đừng có sửa theo kiểu con này hay hỏng con kia hay hỏng là không ổn. Đấy. Đấy, tất cả những linh kiện trên mạch driver các bạn tách hết ra. Nè. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra này. Kiểm tra cái mạch driver này. Đây này. Đây có một con bóng này. Đo này. B, C, D, E này. Con này thế. Đào lại không lên luôn. Đo C, E xem. Đấy, máy mình hết pin đấy chứ. Tiếp tục này đo con bóng cái này. Lên này. Lên này. Thôi, mình tách ra rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục mình đo hai chiều này xem nó còn bị dò không. Tách ra thì bây giờ lại không thấy bị dò. Đúng không? Nắp vào thì lại dò. Thế thì trên đường này còn gì dò không nhỉ? Trên G này đúng không? Trên này đúng không? Trên 18 vô này. Lúc này thông cả hai chiều cơ. Mà mình tách ra mấy con này đo thì không thấy chết. Đo là thấy bình thường. Rất là lạ các bạn. Đo thấy bình thường à. Thế mà đo hai chiều này lúc đấy nó lại một chiều lên, à hai chiều lên. Thế thì bây giờ sẽ nạp đường này ra đây đúng không? Ra đây. Nó đi qua con này là con chở 10 ôm đúng không? Đi ra chở 10 ôm. Nó đi ra đây, đi vào con IGBT này. Đi vào con IGBT này. Thế bây giờ mình sẽ tách thử chân G IGBT ra xem. Đây là một cái bệnh mất nguồn gốc trước. Nhưng mà lại rất là sương các bạn. Con này là mình đụng vào đầu tiên luôn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đo xem IGT có bị chập chập GE không. Đúng không? G này E này. Không đúng không? Không bị chập GE. Không bị chập GE này. Con IGBT các bạn phải hàn vào nhé, bởi vì khi không có các bạn mà để hở chân là các bạn cắm là rất dễ bị nổ xò đấy nếu các bạn lắp mâm. Bây giờ mình sẽ hàn lại hết những cái con nào mà không chết, mình hàn lại giả lại này. Đấy. Mình hàn con đầu tiên này vào mình đo này. Hàn con đầu tiên lại, mình đo lại, bắt đầu đo lại chân 18V/mát này xem có bị không lên kim đúng không. Bắt đầu mình lại hàn lại tiếp con này. Đấy, bởi vì làm gì có chuyện mà hai chiều lên kim. Không lên kim nhá. Bây giờ mình tiếp tục hàn đến con này. Mình hàn đến con nào mà lên kim thì con đấy hỏng nhá. Thì mình nhấc con đấy ra kiểm tra lại. Đấy, lên này. Thế thì con này vẫn đang có vấn đề. Mình nhấc con này ra luôn nhá. Lúc đấy là mình mới đo trong mạch thôi. Bây giờ mình bỏ ra ngoài mình đo này. Đo góc mở này. 3904 này. Mình đo này. E, C này. B, E này đều được này. Bây giờ mình sẽ đo C, E này.
bạn thang 10k một chiều đây, các bạn nhìn em 2 chiều lên chưa, đấy xe này, đấy giòi rất là nhẹ, phải vặn thang 10k phát hiện ra nhé. Đấy, nhưng mà con này là con 3904 các bạn, 3904. Đối với trường hợp mà những cái con 3904 này hoặc là 3904 này thì mình phải thay theo cặp nhé. Đấy, 3904 này nó đi với cả cái gọi là 3906 nhé. Thì bây giờ mình sẽ nhấc hết ra, nhấc hết ra mình sẽ thay theo cặp. Đó, mình thay bằng S8050 và S8550 nhé. Đấy, bây giờ đâu ạ, mình sẽ thay theo cặp nhé. Con này là S8550 này, đây là con bóng thuận này. Đấy, mình đảo qua bên này. Con này là 8050 này, con này bóng ngược này. Thế thì bây giờ mình làm thế nào để mình biết được thay con nào con bóng thuận, con nào bóng ngược? Thì các bạn để ý nhé, bây giờ mình sẽ lật mặt trên nó lên, mặt trên lên, trên này trên B đúng không? B thì bên cạnh bên đây phải là C, đây E, B, C, E đúng không? Thì nó tương ứng như này, B, C, E đúng không? B, C, E. Thế trên C này này, các bạn nhìn này, đo xem nối mát không? Trên C nối mát được đúng không? Còn trên C mà nối mát thì đây sẽ là con bóng thuận. Đấy, thì con mình sẽ thay vào con 8550. Đấy, vậy thì con dưới này, con 3906 này mình sẽ thay bằng 8550 nhé. Ngày mai mình gặp những con này mình sẽ biết đường mình thay. Thay bằng 8550 này. Đấy, nó dò rất nguy hiểm. Tiếp tục này, con bên trên này này, mình lại đo này, mình lại đo nhé. Chân B, chân C, chân E đúng không? Đúng rồi. B này, C, E này, B, C, C này các bạn này, đo xem nối mát không? Không nối mát đúng không? Thế C đo xem nó nối được nguồn 18 không? Đây 18V nó nằm ở điểm này đúng không? Nối đúng không? Thế C mà nối được nguồn thì chứng tỏ đây là con bóng ngược nha. Mình thay con bóng ngược vào đây. Vậy là 3904 là mình thay bằng con 8050 nhé. 3904 là mình thay bằng con 8050. Bởi vì sao? Bởi vì nó cùng là con bóng ngược đúng không ạ? Thế bây giờ mình sẽ hàn lại và mình đo lại này. Mình hàn lại, mình đo lại xem nó còn bị dò không đúng không? Nó là đo 2 chiều đều lên đúng không? Mình đo 2 chiều này này. 1 chiều lên 10 nhá. Ô, sao vẫn lên? Thì lúc này nó lên là... Ôi, sai sai chú ạ. Để cháu sẽ tách luôn cái đường này ra. Tách luôn cái đường này ra. Nó dò mà. Tách luôn cái đường ngoài ra ngoài đi vào bên đây xem thế nào. Vì nguyên tắc nó chỉ có 1 chiều lên, 1 chiều không lên thôi các bạn. Nhưng mà con kia cũng đấy là chết thật. Mưa không phải ra thì... Đây, bây giờ mình đo lại nha. Mình đang tách cái đường ra ngoài IGBT nhá. Mình đo này. Vẫn 1 chiều lên, 1 chiều không lên này. Thế thì cái đường này liệu có vấn đề gì không nhỉ? Nó đi đâu nữa không? Từ đây đúng không? Còn đi ra đây rồi, đi vào cái con này rồi. Mà cũng chỉ lắp hai con này vào mới bị thôi đúng không? Thế bây giờ mình cứ hàn vào để mình đo điện lại xem nó đủ hay chưa nhé. Lúc đấy là dò một con mà. Tại vì bình thường là đường này một chiều lên, chiều không lên ấy, chứ không phải chiều này đâu. Chiều này nó hơi lạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện thử này. Đúng thật, không lên. Cắm điện bây giờ là không lên được. Đấy, cắm điện, mình vừa cắm điện rồi đấy. Để đo lại. Tại vì nó vẫn bị chập ở đâu đấy. Bạn được không? Được có 0.9V này. À đâu, cái này đi. Được có 5V này này. Chứng tỏ là vẫn đang chập ở đâu khu vực này. Lạ nhỉ. Lần đầu tiên gặp con xương xương kiểu này đấy. Thì thay nốt con này đi nhá. Thay nốt con này. Thay nốt con này đi. Con này là 3904. 3904 thì mình thay bằng con bóng, lúc đấy bảo là thay bằng con bóng ngược đúng không chú? 8550. Đúng. 80 chứ. Ừ. Con bóng ngược. Vâng. Trong ba con này nó có hai con ngược, con xuôi. Vâng.
trong mạch và đau rồi này nhé, bao giờ nó cũng đây. Thường nó chỉ chết hai con đẩy con kéo thôi con. Mình hai con này đi vào sau lúc mình sẽ tách luôn con diốt kia ra. Hôm nay con diốt mình đo không chết đâu. Nhưng mà trên đường này bây giờ còn đi đâu, còn độc mỗi con diốt. Tôi công nhận không? Không biết nào đấy. Không biết tôi. Đây nha. Mình tách luôn con diốt này ra nhé. Kiểm tra xem có phải tại con diốt này không. Diốt thì mình đo không đi chết mày, vô lý nhỉ. Bởi vì trên đường này nó còn gì để gây dây tưởng đấy đâu đúng không? Còn đúng một con diốt này. Hay luôn còn đấy. Đây nha, con diốt này nha. Đo lại cho các bạn xem nha. Đấy, nhiều bệnh oái oăm lắm. Mình vặn hẳn sang 10k này. Chiều lên này, đảo lại này. Không lên. Đây nha các bạn nha. Mình đang quay thì máy hết pin. Mình phải chờ sạc lại. Thì bây giờ này, mình đã thay ba con bóng này rồi này, thấy chưa? Mình thay con diốt này này, xong rồi này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đo các bạn xem này. Các bạn nhìn nhá. Lúc đấy là mình đo là hai chiều này và thấy kim nó lên đúng không? Nhưng mà thực ra đây là hai chiều, đây là không phải là mát các bạn, mà đây nó là chiều của diốt nhé. Chiều con diốt này mới cả cái một mối nối BE ở trong con này này. Thế thành ra là nó lên là bình thường. Và mình đo này, bây giờ mình đo này. Đo đây mình mát này, bạn này, không lên này. Một chiều lên chiều không này, chưa? Thế bây giờ mình tiến hành này. Mình đo, mình cắm điện. Đây. Mình cắm điện để xem là nguồn ra thế nào nhé các bạn nhé. Các bạn thấy không? Các bạn nghe kêu bíp không? Lúc này của mình này, đây là mình sẽ cho đo các bạn xem. Các bạn nghe tiếng kêu bíp rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đo lại nguồn cho các bạn xem nhé. Các cái nguồn của nó này. Mát này, mình vẫn để đo mát ở tụ lọc này. Dương này. Bạn thấy không? Đo nguồn 18V này, đủ này. Đây. Nguồn 18V đủ nhưng mà mình đấu đường này vào nhé. Này, điện áp đây này. Tụt các bạn thấy không? Đấy. Nó tụt xuống. Bạn này nó tụt xuống rất thấp này. Và nó cứ nhảy loạn cả lên này. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ không đấu đường này vào nữa. Đấy, lại có lên nguồn đủ chưa? Thế bây giờ mình không đấu vào nữa nha các bạn nhé. Bây giờ này, có hai khả năng. Một là bị chập cái tải này đúng không? Nó gây ra hiện tượng như vậy, bây giờ tải mình kiểm tra hết rồi, chỉ dò đúng một con bóng. Chưa? Bây giờ mình kiểm tra này, có thể là khối nguồn này của mình nó hoạt động chưa đủ công suất, nó gây ra hiện tượng như vậy. Nó hoạt động không đạt công suất ấy. Đấy. Thế bây giờ mình thử nó bằng cách như sau. Bây mình đợi cái lúc mà nó bị đúng không? Và mình đo. Đây, bây giờ mình sẽ lắp một cái tải khác, mình tách cái tải ra nhé. Mình tách cái tải ra. Bây giờ mình lắp một cái tải khác vào. Để xem là nó có chạy được hay không. Chưa? Xem nó có chạy được không. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cái quạt của nó nhé. Quạt của nó là mình cắm vào. Đây. Lắp luôn cái quạt nó vào này. Chưa? Lắp cái quạt nó vào. Lắp quạt này vào. Bây giờ mình sẽ đấu tắt cái mối nối xe của con bóng này. Con bóng này để cho nó chạy nhé. Để xem nó có chạy hay không. Đấy. Tôi tắt một đôi xe này. Cắm điện để xem nguồn nó ra có đủ hay không. Nha các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn nhìn này. Khi mình cắm vào mình thấy cái quạt nó chỉ hơi nhích nhẹ thôi. Các bạn nhìn này. Quạt này của mình là quạt sống nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Lại không có nguồn ra. Bây giờ mình lại đo lại. Lại không nguồn ra. Vậy thì chứng tỏ là lúc này là cho nguồn của mình nó không đủ tải, không đủ dòng để nuôi cho cái khối này đúng không. Đấy chứ không phải chập khối này nữa. Bây giờ mình sẽ đo cho bạn xem này. Mát này. Đừng bật nhạc em ơi. Thấy. Đây nha, bây giờ mình đo lại cho bạn xem nha. Đấy. Điện áp vẫn tụt xuống còn có 2V thôi. Nha. Thế thì bây giờ này. Có những khả năng sau.
khối nguồn đang làm có vấn đề đúng không? Và lúc đấy là mình kiểm tra này, mình thay con tụ lọc này rồi đúng không? Diode này không chết này đúng không? Thế bây giờ có một phần khả năng cao là IC này của mình là lỗi này, nó cũng sẽ gây hiện tượng như vậy đúng không? Tải nặng bắt đầu nó sinh ra bệnh đúng không? Đấy, và chính cái biến áp này của mình nó lỗi này, nó không đủ dòng, hoặc là chính những con diode đầu ra này của mình nó lỗi, nó không đủ dòng, nó cũng sẽ gây hiện tượng như vậy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, trước tiên là mình kiểm tra cái con IC trước nhá. Đây nha các bạn nhá. Mình đã tiến hành thay con IC này. Đây. IC cũ nó này. Đấy. Rồi bây giờ mình tiến hành này. Bây giờ mình tiến hành mình cắm điện lại nhé. Bây giờ mình sẽ dừng cái đoạn nó không cần thiết đi. Các bạn thấy không? Cắm điện vào quạt của nó mình nó chỉ hơi nhích nhích này. Hơi nhích nhích thôi. Bây giờ mình sẽ rút quạt ra. Rút quạt ra xem nó lại lên không. Rút quạt ra nhé. Đấy. Như thế này chứng tỏ là không liên quan IC đâu. Bây giờ còn nguyên nhân nữa là cái máy biến áp này của mình. Bây giờ mình sẽ tìm một cái biến áp nhé. Đây. Thì đây là một hồi mình tìm, mình sẽ tìm được một cái biến áp này có chân gần tương đương nó. Nha các bạn nhé. Gần tương đương. Và bây giờ mình sẽ thay cái biến áp này vào để test thử. Thì trước khi thay biến áp này vào mình cắm điện lại các bạn xem này. Đấy, nghe tiếng bíp không? Nghe tiếng bíp không? Nhưng mà mình lắp quạt vào này. Lắp quạt vào nhé. Đấy, không lên các bạn thấy không? Quạt thì hơi nhích nhích nhẹ thôi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cái để nguyên này. Mình thay cái biến áp vào nhé. Đây, mình vừa mới ướm rồi. Mình ướm được cái biến áp khác này. Xem thay chân như thế nào cho hợp lý nữa. Cẩn thận. Chú quay sát bên này hộ chồng. Quay để nhìn vào sản phẩm luôn. Những cái bệnh này mà mang đi thợ mới thì chịu thua. Bởi vì nó bơ hỏng kiểu này, hỏng rất là xương. Mình đây mà mình còn đang hoang mang rồi, phải đi lần từng đường một. Đấy. Làm nghề đôi khi là gặp những cái con bệnh nó xương sẩu như này các bạn. Rồi. Đây là mình đã thay vào. Thay cái biến áp khác nhé. Đây. Nó hơi kênh nên lúc mà mình dán keo nhé. Dán keo nến. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện thử nhé. Xem điện. Bây giờ lúc đấy là mình cắm quạt này nó không quay đúng không? Đây là mình cắm tiếp này. Các bạn thấy không? Nguồn ra đủ, quạt quay tít này. Đấy, hỏng biến áp. Lắp quạt vào không ra nguồn nha. Lắp tải cái mạch driver không ra nguồn, tháo driver ra, nguồn ra 5V bình thường. Các bạn thấy không? Thế bây giờ mình đo lại các bạn xem nhá. Nhiều con hỏng xương kinh khủng. Cái những cái bệnh này mà mang thợ mới chịu thua luôn đấy. Ra theo 5V ạ. Trước 7805 này. Được 9V này. Sau 7805 này, 5V này. Đấy, tiếp tục này, đo điện áp mạch driver đây này. Được 19V này, bây giờ mình sẽ hàn mạch driver và xem nó còn bị hỏng gì không nha. Nếu mà lỗi thì bắt đầu xử lý tiếp. Con này nó tương đối nhiều bệnh. Đấy, mình đã hàn mạch driver lại này, cắm điện này. Lúc đấy là mạch driver hàn vào là không ra nguồn đúng không? Các bạn thấy không, ra nguồn này. Đấy, quạt cũng quay rồi mà vẫn ra nguồn này. Đo này. Đấy, mạch driver này mình đo được 17V này các bạn thấy không? Ok. Thế bây giờ mình tiến hành nhả hết những cái vết mà mình vừa làm để mình test ra. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm cái mặt của nó vào để xem là nó có lên hay không. Đúng không? Này, cắm cái mặt nó vào này. Đấy các bạn thấy không? Mặt của mình đã lên. Đây con này cũng thuộc dạng bệnh khó chứ đúng không?
Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy, cái này đang bảo E8 là bởi vì mình chưa lắp mâm các thứ vào. Lắp mâm, lắp cảm biến vào. Được rồi. Như vậy là mình đã xử lý xong. Mình đã xử lý xong một con bếp từ đôi nhé. Nó bị mất nguồn do một cái bệnh rất là xương sỏng. Bây giờ mình sẽ gắn vào để cho nó chạy thử cho các bạn xem nhé. Đây nha các bạn nhé. Bây giờ mình lắp vào để thử cái xem nào. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm điện thử luôn nhé. Cắm điện luôn đi chú ơi. Có màu trắng vào. Bạn thấy không? Hai bếp đã lên. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử nhé. Bật bếp bên này trước. Bạn thấy không? Máy đã phát xung này. Dòng đã ăn này. Hơn 6A. Tiếp tục này. Đấy, dòng lên hơn 8A này. Các bạn thấy không? Như vậy là mình đã sửa xong, lý xong cái bếp về bên này. Các bạn nhìn nước lên này. Tiếp theo này. Mình dừng đi này, mình sẽ xử lý bếp này. Đấy. Bếp bên này của mình cũng đã chạy nhá. Bây giờ mình sẽ xem dòng của nó bao nhiêu A nha các bạn nhé. Dòng của con này 11A. Đấy. Nếu mà trường hợp mà mình nấu bật luôn bằng cả cái phím bên này, cả bếp bên này lên, thì dòng sẽ lên rất là cao nhé. Cái này không con vậy vậy. Đây. Dòng con này lên tận 18, 19A này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Rồi, như vậy là xong. Chúc các bạn làm thành công nhé.